Ok, chào anh em nha, mình là Craybat. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite anh em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Hôm nay thì cầm yêu một đám rụng răng luôn anh em ạ. Nhưng mà farm hơi lâu nha. Từ ra để xem tin tức à. Ôi trời, thì mình cũng có mèo nữa. Thì khó nhỉ. Cứ trên ép thế. Cứ trên ép thế, tí ra gánh ngon anh em ơi. Rồi luôn một hit nữa. Ôi rồi, thế để nó ném được 5 cầu. Còn thanh niên này đâu đây nữa ba. Con lấy bố. Mới gặp idol ngáo rồi anh em ạ. Chiều ơi. Cầm nhầm bối trợ nữa chứ. Cầm nhầm bối trợ nữa chứ. Chơi luôn. Rồi xong mẹ ngồi, mình bút nội tại xong mẹ ngồi. Mình bút nội tại thì bạn có mà đi lên quận nha. Nếu bút nội tại xong làm phép 3 kill mà không? Phê. Nhưng mà cứ dưới to rồi anh em ạ. Cứ chơi nén được cứ dưới nét con rồi. Tại cứ dưới có một người thôi. Đép đi bạn ơi, mình xuống đây. Này thì láo. Mình còn bùa bạn ơi. Chạy đâu cho khó. Ok này. Mình còn bùa mà, nên đấm được. Kéo không được nhiều. Lui đi anh em ơi. Lì. Một hít nữa không ăn được kìa. Ok. Khó quá nhỉ. Đúng lì thật sự. Vào đấm như đúng rồi luôn. Trong khi người ta quân ông chủ. Còn cái kế là lên bảng hết tem. Rồi thua chủ luôn. Thế mình cũng chịu rồi. Tem đen win mà sao thành thua ta. Kèo đen win mà ta. Khó hiểu thế nhỉ. Mình xin bùa đỏ đi bạn ơi. Mấy thanh niên đam phép đi ăn bùa đỏ vậy. Đọc là khó hiểu. Hơi bị khó hiểu hơi. Hơi bị khó hiểu nha. Không yêu đằng sau ghê. Ulti được nhưng mà không kéo lại được. Này thì Mew. Ok. Thì mẹ cũng Mew ít anh em ạ. Mình có Mew ít mà thì mẹ có Mew ít. Nhưng mà Mew ít thì mẹ thì tăng kêu ném bóng anh em ơi. Kêu ném bóng thì không ăn thua. Về đi mấy fan. Mấy fan đánh gì gắt thế. Boss thì không ăn. Phụ boss đi bạn ơi. Mấy không ăn kịp rồi. Ném. Hồi nuôi tải chưa? Hồi nuôi tải một cái rồi. Nó ulti mình nè. Càng quét hết. Mình vào mình càng quét hết. Ui ôi không ăn được kìa. Thế mà để con Glaceon vẫn sống được. Hay thật. Từ dưới vẫn còn trụ nữa chứ. Thua trụ nhiều thế.
Cho mày chuyên đi đánh nhau. Bây giờ thua chủ không à? Ok, có anh tí nữa rồi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Chạy, chạy. Vừa mới bật được cái nội tại chưa kịp đánh nữa anh em ạ. Chịu ấy. Khá là đen luôn ấy, vừa mới có lên cái nội tại chưa kịp đánh gì nữa. Mặc dù cái mạng cũng đông ấy, nhưng mà mình không sợ, mình không sợ, mình có chủ mà. Rồi mình có nội tại rồi mẹ ơi. Mình có nội tại rồi mấy bạn ơi. Mình có nội tại hóa thân là mình đấm hết. Nhưng mà thua cầu anh em ạ. Thế nên buồn. Còn thanh niên ma cây ở cứ trên không. Cầm tướng tăng mà chén rồi thuế. Ok này, ok này. KS, KS. Ừ, đấm luôn, đấm luôn, đấm luôn, đấm luôn. Mặc dù nó cũng trâu ấy, nhưng mà ăn được. Rồi thì chạy đâu mà thoát bạn ơi. Thì chạy đâu bạn ơi. Xì xì. Xì xì quý anh. Xì xì quý anh ném cầu đã. Ném cầu đã. Chạy hộ. Lui đi em ơi, lui đi em ơi, tìm thứ người rồi. Lui về ăn Levia kìa. Mấy thằng niềm báo thế. Thôi thôi ra đồ voi. Lạy bố. Mấy quái ra đồ voi thế. Thề đó mình núp mình biến về rồi. Mình về mình hồi máu rồi đồ rồi. Còn thanh niên gặp thanh niên ra đồ voi báo đời nữa. Không đấm lại luôn. Khó quá. Hai mấy giây nữa mới ra luôn. Không đếp, đếp được không nữa. Mày ăn được không? Mày không ăn được luôn. Ok, tìm xuống rồi. Thế thì nên gà được gọi đến đúng chén luôn ấy. Thôi, lui đi. Hay quá. Không sao. Không sao đi mà, bỏ đi. Để cho con... Thì bà nó ném cầu luôn đi. Team mình ăn Revia được rồi. Nhưng mà team không đúng người ăn đi nó mới đau chứ. Khó thân. Lì, láo thế bạn. Bạn láo thế. Sao bạn láo thế bạn. Thế còn mười mấy giây nữa. Sợ thua cầu anh em ạ. Sáu năm. Ok, ném được phép cuối. Hy vọng là 4-6 cầu phép cuối là kèo anh em ơi. Trận đánh đúng căng thẳng luôn anh em ạ. Team mình ăn được giờ đầu giờ sau team mình đẩy lên. Căng đét đèn đẹp luôn. Rồi vẫn thua anh em ạ. Thua tí cầu thôi, chịu luôn. Mặc dù mình gánh hết sức rồi ấy. Đam mình thì 124k mà vẫn thua anh em ạ. Đam nhiều nhất team luôn. Cố gắng không nổi team này mà. Ok, chào anh em nhé.